Bất cứ đứa con trai nào khi biết đến chuyện ABCXYZ đều nghĩ tới chuyện ai sẽ là người làm chuyện đó với mình. Đây là trong phim nói chứ mình không đánh đồng tất cả đâu nhé. Akiza chợt tỉnh giấc sau giấc mơ kỳ lạ của mình. Có lẽ giấc mơ vẫn còn khiến cậu hơi ngỡ ngàng bật ngửa nên lúc ăn sáng vẫn còn lờ u lu sắc lú. Sau khi ăn sáng xong thì cậu vác cái xác tới trường. Hôm nay lớp cậu có một thêm học sinh mới tên là Mikoto, nhìn bề ngoài trông rất độc lạ bình dương và cũng khá hướng nội. Cô được thầy giáo chỉ định ngồi cạnh Akiza cậu tính làm quen với cô nhưng lại bị cho ăn cả cân bơ đến giờ ăn trưa thì cô mi cô tô là ngủ gục xuống bàn mà chẳng ăn uống miệng gì có mấy bạn nữ tới rủ ăn trưa cùng thì cô chỉ nói mình buồn ngủ và mong họ đừng làm ồn rồi gục xuống ngủ tiếp đúng ảo ma canada luôn đến chiều giữa giờ học thì cô đột nhiên bật cười đến nỗi lăn ra đất rồi cô giải thích là mình chỉ nhớ tới chuyện cười thôi do đó những ngày sau cô đã bị gọi là kẻ lập dị rồi mọi hành động của cô cứ thế tiếp diễn dần dần không ai để ý tới cô nữa Mặc dù đã đến giờ về nhưng cô vẫn nằm gục trên bàn. Thấy vậy Aki ra đi tới lay like cô dậy. Nhìn cô lúc mơ màng khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Khi cô về thì cậu nhớ giấc mơ tối qua và nếm thử nước miếng của cô. Nhưng sau đó lại cảm thấy ngại rồi xếp mông chạy về. Đêm đó Aki ra lại có một giấc mơ kỳ lạ. Cậu bị một cô gái kéo tới một thành phố lạ. Mà cô gái đó không ai khác chính là Mikoto. Sau nhiều ngày nó vẫn ở trong đầu của cậu. Đến hôm sau thì cậu bị ốm, đã mấy ngày rồi cũng chưa đi học. Chiều tối sau giờ học đã có bạn tới thăm cậu, và đó là Mikoto. Cậu rất bất ngờ khi thấy cô đến đây chỉ để hỏi thăm cậu chứ không đưa bài tập hộ đâu. Cô còn nói mình tới đây để chữa bệnh cho cậu. Cô biết cậu bị bệnh gì và muốn cậu trả lời thật lòng. Sau đó cô hỏi có phải đã nếm thử nước miếng của cô không, lại bảo là không đi, cô tiếp tục hỏi nó ngọt không thì cậu liền gật đầu. Ngay lập tức cô cho cậu nếm nước dãi của mình và cậu đã hết bệnh. Mikoto giải thích rằng cơ thể của cậu đã bị nghiện khi nếm nước miếng của cô và chỉ cần nếm nó lại lần nữa thì cậu sẽ khỏi bệnh, nghe vô lý nhưng là thật đó. Cậu lại đưa ra giả thuyết về vi khuẩn hay virus gì đó khiến cô cười không ngậm được mồm. Cô đã nói với cậu rằng bệnh của cậu không phải do virus gì cả mà là tương tự tư đó. Cậu đã thích cô ngay từ khi gọi cô dậy. Cậu muốn nếm nứt bọt của cô một lần nữa và đó là nghiện rồi. Sau đó Mikoto về nhà và nhắc cậu nhớ tới trường vào ngày mai. Ngày hôm sau khi tan học Mikoto đã chờ cậu và cả hai cùng đi về. Trước khi về cô đã cho cậu nếm nước miếng của mình một lần nữa, không nếm là bệnh tiếp đó. Cô chờ cậu là để làm chuyện này mà thôi. Cô còn không quên nói từ mai ngày nào cũng như vậy. Sau ngày hôm đó chuyện này đã như một thói quen. Đêm đó cậu lại có giấc mơ kỳ lạ với Mikoto. Thế là cậu đã quyết định ngày mai sẽ nói với cô về giấc mơ đó. Nhưng thế quái nào lúc về lại tỏ tình luôn mới lưu chứ? Thấy văn của cậu hơi phèn nên cô muốn cậu thể hiện cái gì đó lãng mạn một tí nhưng không được giống người khác, một thứ gì đó mà chỉ có cậu làm được. Cô nói mình sẽ luôn chờ cậu và không nhất thiết phải là ngày hôm nay. Cậu sau đó đã đưa cô ảnh cờ rút thời cấp 2 rồi kể về cô gái đó. Sau đó thì xé tấm ảnh đó trước mặt cô, vì cậu không cần tới nó nữa khi đã có cô ở đây. Cách tiếp cận của cậu bất ngờ quá làm cô chảy nước linh láng luôn rồi, ý là nước dãi nha, anh em đừng nghĩ bệnh. Bất ngờ cô hỏi cậu có phải là trai tân không? Thì cậu mình nguyên zin 100% và cô cũng nói mình còn zin. Rồi Mikoto kể lại ngày đầu mình cười giữa lớp là do nghe thấy giọng ai đó buồn cười nên mới cười lan ra giữa lớp như vậy nhưng khi nhìn cậu thì cô chắc chắn cậu chính là người đầu tiên mà cô sẽ quan hệ. Và từ ngày hôm đó cô luôn chờ cậu nói thích mình. Còn giờ thì cô phải về rồi, và kể từ ngày hôm nay cô sẽ là bạn gái cậu. Cũng từ ngày hôm đó cậu đã có bạn gái. Trong lớp lũ vịt đực đang đánh giá các bạn nữ trong lớp, ai cũng cao trừ mi cô tô. Nhưng cậu lại ghi 10 trên 10 rồi gạch đi. Lúc này thằng bạn sờ tay cậu và nói mềm như ngực, thì cậu cũng sờ thử rồi ảo tưởng tới mi cô tô. Sau đó cậu hỏi thằng bạn nếu có bạn gái thì nên làm gì. Nó còn tưởng cậu có bạn gái, cơ mà đó là sự thật đó. Nhưng Akiza lại nói ví dụ thôi, Ueno thì nghĩ là nên nắm tay trước tiên. Đến chiều về cậu muốn nắm tay cô mà không được, đến cả con mèo nó còn liếm nhau rồi. Hôm sau Akiza lại nhờ Ueno tư vấn tiếp. Thanh niên có hơi nghi ngờ nhưng vẫn hỗ trợ tận tình cho Akiza. Thật ra thì Ueno cũng đã có bạn gái rồi nên mới có nhiều kinh nghiệm như vậy. Ueno nói trước khi nắm tay thì nên tìm hiểu bạn gái trước. Thế là chiều về cậu hỏi sở thích của Mikoto là gì, thì cô nói có lẽ là cắt, Cô cũng biểu diễn cho cậu xem luôn. Akiza cầm một tờ giấy lên rồi cô rút kéo ra sau đó múa may quay cuồng với chiếc kéo và đã ra hình hoa trà. Cậu muốn biết sao cô làm được thì cô nói chỉ có thế mà thôi. Cậu thắc mắc sao cô lại để lộ pansu cho mình xem thì cô nói nếu là cậu thì cô không ngại đâu. Tối về cậu cứ nhớ về chiếc pansu của cô, đêm lại mơ về hình ảnh đó. Hôm sau Akiza lại tới hỏi Ueno thêm, nghe thanh niên khuyên cậu như vậy nên nghĩ chắc là chưa có bạn gái rồi. Hôm nay cả hai đi về cùng nhau. Mọi khi cậu được nếm nước miếng nhưng hôm nay cô lại đưa cho cậu viên kẹo mình đang ngậm dở. Cô còn hỏi ngọt không với vẻ mặt dễ thương thì cậu bất giác ôm cô vì quá cu te. Ngay lập tức cô rút kéo ra cắt đống thùng đằng sau đứt luôn, cũng may mà cậu không bị gì cả. Cô dặn cậu đừng ôm mình khi chưa được cô cho phép. Cậu thắc mắc làm sao để tiến triển hơn thì mấy con chim nó đang hôn nhau kia kìa. Hôm nay Ueno đã đưa cậu vé xem phim mà cậu nhờ lấy dùng khi xưa. Nghĩ tới chuyện xem nó cùng em gậy khiến cậu vui như chúng lô nhưng khi rủ Mikoto đi thì cô ấy nói chủ nhật mình bận mất rồi. Thanh niên nghe vậy thì mặt buồn như xít ngâm. Akira thắc mắc hai người là một cặp rồi mà tại sao lại chưa làm gì cả. Mikoto nói giữa cô và cậu có một ràng buộc đó là nước miếng. Giờ cô sẽ chứng minh cho cậu thấy, tuy mất một chút thời gian nhưng cô muốn cậu theo mình. Rồi cô dẫn cậu tới một ngôi nhà bỏ hoang rồi kêu cậu nhắm mắt cho tới khi cô cho phép mở mắt. Bởi nếu mở ra là không biết có chuyện gì đâu. Nước bọt hôm nay sẽ hơi đặc biệt đó, khi nếm nó tim cậu đập loạn xạ cô còn biết cơ thể cậu đang rung động và bị kích thích. Nhưng lời của em ghệ nói khiến thanh niên rớt hết cả si rô cà chua. Mikoto nói với cậu rằng cậu đã nếm nước bọt của cô khi cô đang bị kích thích. Khúc này hãy tự nhìn đi, đây là ràng buộc giữa cô và cậu. Nước bọt có thể truyền tải được cảm xúc của hai tới nhau, rồi giờ thì mở mắt được rồi. Lúc về tim thanh niên vẫn còn đập bình bịch, do lúc đó cô cũng vậy. Cô không biết cậu có mở mắt không, thấy vậy Aki ra hỏi nếu mình mở mắt lúc đó cô sẽ làm gì. Cô liền dừng lại rút kéo ra và tung chiêu liên hoàn cắt. May mà cậu cầm quyển vở lên kịp, cô nói lúc đó nếu cậu mở mắt không biết cô sẽ cắt gì đâu. Cô xin lỗi vì làm hỏng vở của cậu, mà cậu không cần nên không sao đâu. Đêm đó cậu lại có một giấc mơ khác về Mikoto. Cô đang đeo một con búp bê trên đầu còn người thì trần như nhộng. Sau đó cậu đã có một giấc mơ thật ướt át. Cậu vẫn nhớ về nó mà không nói ra khiến Mikoto cảm thấy hơi lạ. Cậu nói với Mikoto là bí mật thì cô liền nếm nước dãi của cậu rồi rớt tương cả xuống. Cô đã thấy được giấc mơ của cậu và nói mình sẽ không can thiệp đâu. Nhưng mà cô không buộc búp bê lên đầu đâu. Nay Aki ra phải trực nhật nên không về sớm được. Ai ngờ quay lại lớp thấy thằng bạn đang hôn gái. Nhìn muốn đuôi luôn rồi, ông bạn mình cặp bồ với Oka, bất ngờ dễ sợ luôn. Ueno nói cả hai quen nhau từ hồi năm nhất rồi. Cậu mong Aki ra giữ bí mật chuyện này và cậu cũng đồng ý. Hôm sau ngồi trong lớp học, thanh niên Aki ra cứ nghĩ đến chuyện tình của thằng bạn mà quên luôn cả học. Nhưng nhớ tới chuyện họ hôn nhau như vậy thì cậu cũng muốn thử làm điều đó với Mikoto. Chiều về thì Mikoto rủ cậu vào công viên. Cô muốn làm xong bài tập rồi về vì nó không nhiều. Cậu đã kể chuyện của Uzeno cho Mikoto nghe, cơ mà cô không ngạc nhiên cho lắm, rồi tự nhiên cô hỏi cậu muốn hôn mình không. Thanh niên suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, thế là cô liền đưa cậu giữ ống nghiệm rồi xoay bao vòng không biết. Akiza để ý thấy cô đỏ mặt, rồi sau đó cô nhỏ nước miếng vào ống nghiệm và dặn cậu nếm nó trước khi ngủ đêm nay. Thế là tối hôm đó thanh niên đi ngủ rất sớm. Aki ra lên phòng và nếm thử thì thấy nước bọt của Mikoto rất sờ quýt. Trong mơ cậu đã được Mikoto trao cho viên kẹo bằng một nụ hôn. Điều đó khiến cậu hơi bất ngờ, đang nói chuyện với Mikoto thì chợt tỉnh giấc. Chiều hôm sau cậu kể lại chuyện đó cho cô nghe, cô lại rủ cậu ra công viên và hỏi có muốn hôn không. Lần này cậu đã nghiêm túc hơn và muốn cả hai hãy hiểu nhau hơn rồi mới hôn nhau. Mikoto cảm thấy rất vui khi cậu nghĩ như mình. Trong giờ học cậu toàn nghĩ về Mikoto rồi xoay bút theo cô mà ngã. Cả lớp thấy vậy thì liền bật cười, nhưng có một thanh niên là không cười. Lúc trực nhật cậu để ý thấy cậu ta cứ nhìn Mikoto. Khi Mikoto mang rác đi đổ thì cậu ta cũng đi theo rồi tỏ tình với cô. Câu nói này lập tức khiến cô xịt keo cứng nhắc luôn. Chiều về Aki ra tính hỏi chuyện lúc cô đi đổ rác, thì đúng lúc này cô gọi cậu và cho nếm nước miếng. Rồi sau đó cô nói ra chuyện cậu bạn Ogata muốn hẹn hò với mình. Nghe xong Aki ra lập tức giật mình luôn. Cậu ấy thấy cô bí ẩn lắm, cái này đúng này. Cậu ta muốn hẹn hò với cô, ví dụ như đi về cùng nhau. Mikoto nói cậu ấy hãy chờ tới ngày mai. Akiza tính nói với cậu ta rằng mình là bạn trai của cô để cậu ta từ bỏ, thì Mikoto nói không được. Bởi đây là vấn đề của cô nên cô sẽ tự giải quyết. Tối hôm nay cậu cũng không cần cà phê với bánh, làm bà chị lại tự hào hơn về cậu. Thực ra thanh niên lên phòng suy nghĩ về Mikoto rất nhiều. Cậu sợ Ogata sẽ cướp mất Mikoto, chính xác hơn là sợ Mikoto sẽ bỏ mình. Trời hôm nay gió khá to nên Mikoto đi học có hơi khó khăn, đến giờ ra chơi thì cô đi ra ngoài. Ogata thấy vậy cũng đi theo. Thanh niên Akita nhìn tình địch rời đi cùng em gậy mà máu ghen nổi lên. Nhưng vì không làm đi nên thanh lấy hộp cơm của Ueno ăn cho bỏ tức. Lúc này Miko Tokyo Ogata nhắm mắt lại và cho cậu ta nếm nước miếng của cô. Cơ mà cậu ta không cảm nhận được gì cả. Thấy cậu ta nói vậy cô đã từ chối lời tỏ tình rồi bỏ đi với sự vui vẻ. Chiều tối ra về Aki ra lại hỏi cô về chuyện của Ogata thì cô nói mình đã từ chối làm cậu nhẹ hết cả nhóm. Trưa nay cậu vẫn lo lắm mà giờ thì đỡ rồi sau đó cô cho cậu nếm nước miếng của mình lần này cậu xịt cả tương cả luôn rồi cô liền đưa cho cậu chiếc pan su của mình và nói mình không mặc gì cả cô không nói ra trả lời vội là vì muốn xem sự ràng buộc giữa cô và cậu cô không mặc pan su nên tinh thần sẽ khác ngày thường nếu có sự ràng buộc thì cơ thể sẽ phản ứng khi nếm nước miếng của cô nghĩa là cả hai đã thấu hiểu tình cảm của nhau thanh niên vui quá tính ôm cô nhưng mém tí nữa thì bị cô cắt may là cô không mang kéo cô chỉ lấy kéo ra rồi gõ nhẹ một cái rồi cảnh báo cậu Giờ thì nắm tay đi về cùng nhau nào, được nắm tay với em gậy khiến tương cà càng lúc càng chảy nhiều hơn ấy chứ. Khi ăn cơm mà Ueno cứ cười như thằng phởn vậy. Thanh niên này đang vui quá đà nên nó thế đó. Ueno cũng tiết lộ luôn thanh niên vui là do Mai bắt đầu mặc đồng phục mùa hè rồi. Nếu như thế thì thanh niên có thể thấy quả body hết nước chấm của bồ mình rồi. Azika thì cũng cười hùa theo rồi ảo tưởng về Mikoto. Cậu hoàn toàn hiểu được cảm giác của thằng bạn thân. Tự nhiên Oka tới chỗ Mikoto và muốn ăn trưa cùng cô. Nhưng Mikoto đang ngủ nên cô không muốn bị đánh thức. Thế là Oka ngồi bên cạnh cô ăn chưa luôn. Mùi thơm quá nên Mikoto không ngủ nổi. Thế rồi Oka đút cho cô ăn luôn. Mọi người nhìn mà bất ngờ lắm. Chiều về Azika thắc mắc chuyện hồi trưa. Tại sao cả hai thân nhau như thế? Mikoto giải thích chỉ là cô ấy muốn được ăn trưa cùng mình mà thôi. Akiza cảm thấy khá vui khi bạn gái của mình có người bạn đầu tiên. Thấy vậy Mikoto liền nói mình không cần bạn bè vì đã có cậu là bạn trai của mình rồi. Nghe thấy vậy làm thanh niên ngại đỏ cả mặt hành động của hai người lúc đã bị người khác nhìn thấy đêm đó cậu đã có giấc mơ được cô đút cho ăn và rồi còn truyền miệng nữa chứ ngày hôm sau hai thanh niên rất mong chờ tiết thể dục thế nhưng con trai phải tập judo trong phòng còn con gái chạy bộ ở ngoài điều này làm thanh niên ueno thất vọng ngang trong lúc chạy tiếp sức mikoto vô tình vướng chân và bị ngã cô nói không sao nhưng nhìn vết thương thì không ổn tí nào cả thế là oka đã sung phong đưa cô tới phòng y tế vì cô thuộc tổ y tế còn ueno giờ thì đang phởn trong phòng thể chất với akiza trong phòng y tế lúc này không có ai cả, Oka đã băng vết thương cho Mikoto rồi ngồi uống miếng nước. Mikoto thắc mắc liệu có ổn không, Oka động viên nó mình ở trong tổ y tế nên bạn cứ yên sở tâm. Mikoto cũng được uống ké ngụm nước, sau đó Oka ngồi lại và nói muốn làm bạn với cô vì cô thấy Mikoto rất thú vị. Mikoto lập tức từ chối, cô nói mình không cần bạn, nhưng Oka vẫn mong cô sẽ nghĩ lại và sẽ chờ cô. Đúng lúc này Mikoto thấy vết thương trên chân của Oka và gọi cô lại. Có lẽ giữa hai người đã có một mối liên kết hay sự ràng buộc nào đó. Rồi Mikoto đã dùng dao dọc giấy cứa một vết trên tay rồi cho Oka nếm nước bọt của mình. Bất ngờ trên tay trái của Oka cũng có một vết cứa như vậy. Điều đó chứng tỏ hai người có một mối liên kết sâu sắc. Sau đó Mikoto xin lỗi vì đã lỡ làm cô bị thương. Oka nghĩ cả hai có thể là bạn bè, nhưng Mikoto phủ nhận vì không chỉ mình cô có mối liên kết với mình. Oka đã nói người còn lại là Akiza vì cô thấy hai người hôm qua đi học về cùng nhau. Rồi cô bắt đầu theo dõi cả hai. Cô thấy Mikoto thú vị hơn nên muốn tiếp cận, còn tiếp cận với Akiza thì có nhiều vấn đề lắm, hơn nữa cô cũng có bạn trai rồi. Oka lại hỏi thêm về chuyện nếm nước bọt thì Mikoto giải thích về sự ràng buộc giữa cậu và cô. Cô chỉ cần một người có sự ràng buộc với mình thay vì có mối liên kết. Còn Oka muốn làm gì thì làm, tiện thể cô cũng dặn Oka hãy tự chăm sóc mình, con gái để lại sẹo thì ác ly lắm. Chiều về cô lại cho Akiza nếm nước bọt như thường lệ và cậu đã cảm nhận được nỗi đau của cô. Sáng sớm hôm sau Thanh niên Ueno lại phởn và khoe rằng trưa nay sẽ giao tiếp với Oka bằng thần giao cách cảm để cô đút cho mình ăn. Tiếc là khi cô đi ngang qua cậu chạy ra thì không thấy đâu cả. Lúc này Oka đã hẹn gặp Mikoto rồi cho cô nếm thử nước bọt của mình. Mikoto thấy nó thật ngọt khác hẳn với những thứ trước đây cô từng nếm trước đây. Điều này có nghĩa cô và Aki ra chưa tiến triển gì, trong khi Oka với Ueno đã đi khá xa rồi. Thế rồi cả hai bắt đầu làm thân với nhau, thế rồi cả hai cùng nhau ra sân ăn trưa, Azika với Ueno đi ngang qua thì ngạc nhiên lắm. Azika thắc mắc không biết từ khi nào họ lại thân nhau đến thế. Cái này thì hỏi Google để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Trong tiết học thể dục thì hội con trai được đá bóng. Cả đám cứ cố tình đá ra thật xa để chạy đi nhặt bóng, sau đó nhân cơ hội ngắm mấy bạn nữ đang học bơi. Thanh niên này mải ngắm quá nên tí nữa thì bị lộ. Dư tới lực Aki ra đi ngắm Mikoto, đang tính đá thì thấy Mikoto đang lau người, nên thanh niên ngại quá quên miệng luôn cả bóng ở đâu mà đá rồi ngã. Trên đường về cậu cứ mải nhìn cô mà làm rơi que kem trên tay. Lúc đi vứt rác thì người thấy mùi cơ thể cô thật tuyệt, nên cậu tiến lại gần hơn để ngửi và thấy đôi mắt quyến rũ của cô. Bất ngờ trời đổ mưa nên cả hai đành trú tạm dưới gốc cây gần đó. Akiza cũng không ghét cơn mưa này lắm vì như vậy cả hai được gần nhau hơn. Akiza ngửi thấy cô rất thơm, nhưng đó chỉ là mồ hôi mà thôi. Cô đưa tay lên nếm thử mồ hôi của mình và nói nó có vị mặn, nhưng nó làm át đi hương vị khác. Akiza hỏi cô thích biển không thì câu trả lời là có, cô thường đi biển vào mỗi mùa hè. Cậu nghĩ là mình cũng thích thì cô đưa tay ra và hỏi cậu muốn nếm thử không. Khi nếm thử thì cậu cảm nhận được Mikoto đang ở biển cùng với bộ bikini mờ lem hết nước chấm. Thế là cậu đã mạnh dạn hỏi cô có thể đi biển với mình vào mùa hè sắp tới không và Mikoto đã đồng ý. Lúc này trời cũng đã tạnh mưa và cả hai cùng nhau đi về. Kỳ nghỉ hè đã tới thói quen nếm nước miếng của nhau vẫn được tiếp diễn như bình thường. Nhưng mọi chuyện diễn ra có hơi nhanh, làm xong cái là cô đi về liền. Lần gặp mặt tới cậu giữ cô lại để nói về chuyện đi. Nhưng tiếc là cô không đi được vì ngày mai cô phải ở lại nhà bố của mình. Thế rồi cô hẹn cậu vào tuần tới và Aki ra vui vẻ hẹn cô lúc 7 giờ sáng ở Gakazamidai. Thế là bước đầu thành công tốt đẹp, về tới nhà mà mặt thanh niên vẫn còn cười toe toét. Thấy thằng em mình mặt phởn quá làm bà chị tưởng mặt cậu sắp bật ra khỏi trong rồi ấy chứ. Không những vậy thanh niên còn tự soi gương rồi nói mình cười như thằng phởn vậy. Đi ngủ thì thanh niên mơ mình đi biển với Mikoto, còn mơ thấy cô là nàng tiên cá nữa chứ. Một tuần trôi qua nhanh chóng và cũng đã đến ngày hẹn mới sáng ra mà thanh niên đã ẩm ẩm rồi cô chị biết chắc đứa em cười toe toét là có chuyện mà cậu đã tới ga và thấy mikoto cơ mà hôm nay trông cô lạ lắm cô nói bị cháy nắng do ngày nào cũng đi biển thì ra nhà của cô ở cô gần biển mà nhìn cô như thế này rất mới lạ với cậu đó đi một hồi lâu thì cũng đã tới biển nơi này phải công nhận là bổ mắt thôi rồi luôn nhìn mikoto mà mắt của cậu không cả chớp nổi một cái trước khi đi bơi thì đi ăn cái đã cậu muốn chủ động trả tiền cho cô mà cô trả trước luôn rồi Thấy cô ăn nhiều gừng như vậy làm cậu cảm thấy rất lạ. Lúc đi bơi thì cô bơi rất nhanh làm cậu không theo kịp. Thấy vậy cô cố gắng bơi chậm lại, còn thanh niên thì lại chìm xuống dưới để ngắm. Khi bị Mikoto phát hiện thì Mikoto cũng giải thích mình mặc váy như vậy là để che cái kéo trên eo của mình. Nhưng mà khoan, nhìn cô đẹp quá mà rớt tương ca luôn rồi. Chiều tối khi về cả hai đều rất vui cậu chưa kịp nói thì cô đã nếm nước bọt của cậu và rồi rớt tương cả. Cậu cũng kể lại lúc đó cho cô nghe, Mikoto đã hỏi cậu muốn thấy vệt đó lần nữa không thì cậu nói có nhưng cô lại nói vào mùa hè tiếp theo sẽ cho cậu ngắm nó và rồi vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy cậu đưa tay lên xoa đầu cô nhẹ nhẹ. Đang đọc tạp chí thì có người gọi và đó chính là Oka. Cô hỏi cậu tới đây làm gì thì cậu nói mình mua ít quần áo. Cô lại hỏi cậu mua để hẹn hò à thì cậu giật mình, rồi sau đó cô rủ cậu đi ăn kem. Này ăn kem thì ăn đi đừng nhìn ngược người ta nữa, người ta là hoa đã có chủ rồi đó. Thế là thanh niên lập tức lo lắng vì nếu Ueno mà biết chuyện này thì đời cậu coi như toang. Oka gọi hẳn tên của Aki ra làm cậu hơi bất ngờ khi cả hai gọi nhau bằng tên. Thế là thanh niên bắt đầu nghĩ tới chuyện Mikoto sẽ gọi tên mình. Đang ảo tưởng thì Oka gọi tên cậu, còn Tiến Sát lại gần thì thầm vào tai rồi bôi kem lên mũi của cậu. Sau đó Oka đã nếm luôn chỗ đó và thấy nó có vị ngọt. Cô đoán chắc là do cậu vừa nghĩ đến người mình thích gọi tên mình, chứ không phải do kem ngọt sẵn hả Má ơi. Hôm sau tới lớp Oka không nói gì với Ueno cả, cũng không có nói về chuyện hôm qua. Anh bạn Ueno đã để ý thấy ra cậu bị dám nắng và hỏi cậu đú đởn với gái ngoài biển đúng không? Ừ thì đúng rồi đấy, nhưng Akiza đã nói dối mình chỉ đú đẩn với chị gái mà thôi. Lúc chưa Oka đã kể lại chuyện hôm qua cho Mikoto nghe về câu chuyện tên gọi. Rồi Oka cũng tự tiện nếm luôn nước miếng của Mikoto và thấy nó ngọt. Cô chắc chắn Mikoto mới nghĩ tới chuyện được người yêu gọi tên. Bị nói chúng tim đen nên cô đứng dậy bỏ đi. Lúc về do trời nóng quá nên cả hai ghé qua công viên nghỉ một lát. Akiza chạy đi mua nước thì cô tranh thủ làm một giấc. Cậu cũng ngồi chờ cô, mà có gọi cũng không có được vì cô ngủ say lắm rồi. Thấy vậy Akiza đã thì thầm tên cô và ai ngờ cô tỉnh giấc luôn. Không những vậy mặt lại còn đỏ nữa chứ, nhìn cô xinh hết nước chấm như vậy làm cậu đứng hình luôn. Cậu gọi cô dậy để uống ống soda vì uống lúc lạnh ngon hơn, còn cậu thì cứ nhớ mãi về hình ảnh lúc Mikoto cười khi được cậu gọi dậy. Akiza tính gọi thêm lần nữa mà không dám. Khi bị cô nhìn thẳng mặt nên thanh niên đánh chống lảng sang chuyện khác đêm về lại tương tư về Mikoto. Cậu nằm mơ mình chụp ảnh cho em gậy Mikoto và em ấy đã cười. Sáng hôm sau ngủ dậy thì cậu lập tức chạy đi tìm cái máy ảnh luôn. Lúc về cậu ngỏ ý xin Mikoto mấy tấm ảnh và cô đồng ý luôn. Nhưng có một điều kiện là cô sẽ không cười khi chụp ảnh đâu vì cô cảm thấy nó khá vô nghĩa. Nhưng cậu thì lại muốn có một tấm ảnh cô cười, thế thì không được rồi, như vậy nó đơ quá. Thanh niên cứ đứng giữa đường nên suýt chút nữa bị xe tông. Chiều đó đang đứng đợi Mikoto thì vô tình gặp lại Hazakawa, Cô muốn mời cậu đi cà phê để nói chuyện ngay lúc này luôn, nhưng xin lỗi cậu đang chờ người khác mất rồi. Đợi mãi mà không thấy Mikoto nên cậu đi chỗ khác thì thấy Mikoto ở đí. Hóa ra cô ngồi đây từ nãy giờ rồi, cô thấy cậu nói chuyện nên không muốn làm phiền. Akiza cố giải thích nhưng vẫn cảm thấy rất khó nói. Cậu đã hỏi Mikoto nếu mình chấp nhận đi cà phê với cô ấy thì cô có buồn không. Nhìn cô buồn thế thì cậu lại nói mình sẽ không bao giờ đi đâu. Thế là cô đã cho cậu nếm nước bọt của mình và cô đã khóc. Cô nói mình không giận đâu mà chỉ rất buồn thôi. Akiza thú nhận rằng mình từng rất thích cô ấy và cô ấy cũng rất xinh đẹp, nhưng giờ đã có Mikoto ở bên rồi, chắc chắn sẽ không có gì có thể thay đổi được chuyện đó đâu. Cô vui vẻ cười và tin vào cậu, thấy cô cười nên cậu xin được chụp một tấm hình. Akiza hứa sẽ trân trọng nó nên cô cũng đồng ý, nhưng thay vì cười thì cô lại lè lưỡi trêu cậu. Cô nói dù không phải cười nhưng dù gì đó cũng là cô mà, Akiza thì muốn cô cười cơ. Nếu cậu mà không muốn nó là cô cắt luôn cho nhanh, nhưng không cậu sẽ trân trọng nó. Akiza còn cẩn thận cất vào ví của mình nữa. Thấy hành động của cậu ngọt ngào quá làm nước của cô rất tùng lum. Mà đó là nước miếng nha, anh em đừng hiểu lầm, sau đó cả hai đi về cùng nhau. Trong tiết học thể dục Mikoto chạy rất nhanh và cô đã được đội điền kinh để ý tới. Nhưng cô không có hứng thú với các câu lạc bộ cho lắm. Tuy nhiên cô bạn kia lại mong cô hãy chạy hết sức vào giải điền kinh sắp tới. Chiều về Akiza đã hỏi cô về chuyện trong tiết học thể dục. Cậu thấy ngưỡng mộ cô vì thấy cô chạy rất nhanh. Akiza công nhận cô giỏi thể thao thật, nhất là bộ môn mùa kéo. Mikoto đã kể về chuyện được mời vào câu lạc bộ nhưng cô từ chối vì như thế sẽ không được đi cùng cậu nữa. Vì cảm động quá nên cậu ôm cô luôn, nhưng Mikoto đã né vội. Giờ nghỉ giải lao Oka lại tới hỏi Mikoto về chuyện câu lạc bộ Điền Kinh. Cô biết nếu Mikoto tham gia thì sẽ không được đi về cùng Akiza nữa. Cô còn cho rằng Akiza là người cướp mất đôi chân vàng này. Thấy vậy Mikoto liền đánh chống lảng bằng cách quay lại luyện tập. Cùng lúc đó Akiza đang ngắm cô qua ô cửa sổ nhỏ. Cũng sắp sang mùa đông rồi nên chị của cậu đã giặt áo cho cậu. Chị còn giặt bộ đồng phục cũ cho cậu nữa. Akiza lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện Mikoto không còn là của riêng mình nữa rồi buồn ngang. Vì điều đó mà hôm sau thanh niên phát sốt. Thầy giáo nói cậu có lẽ sẽ nghỉ vài ngày. Tiếc là ngày cậu nghỉ cũng là lúc diễn ra hội điền kinh. Oka kể lại chuyện Akiza bị ốm cho Mikoto nghe. Nhưng vì gần đến giờ vào lớp rồi nên cô chỉ kể lướt qua thôi. Vì tò mò nên sau khi tan học Mikoto đã tới nhà của Akiza, chị cậu tới mở cửa thì cô nói mình muốn được gặp cậu để nói một số chuyện. Thấy chị của Akiza cũng đồng ý để cô vào. Nhìn thấy cô ở đây làm cậu nhớ tới lần đầu tiên cô tới nhà mình. Lúc đó cậu bị ốm và cô đã tới thăm. Nhưng lần này thì cậu bị cảm thực sự bởi nước miếng của cô không thể chữa lành cho cậu được. Tuy cậu đã hạ sốt rồi nhưng cơ thể vẫn đang ê ẩm. Cậu tính sẽ nghe theo lời khuyên của bác sĩ và nằm nghỉ ở nhà thêm mấy ngày nữa. Cậu cũng nghĩ mình chắc không thể đến được hội đình kinh rồi. Thế nhưng Akiza vẫn rất muốn được nhìn cô chạy. Thế là Mikoto đã cho cậu nếm nước miếng của mình. Lần này cậu cảm thấy rất ấm áp, như kiểu đang ở một cánh đồng hoa hướng dương và mặt trời vậy. Thế rồi cậu khỏe hẳn luôn mới hay, thanh niên vui như chúng số dù chưa chắc mình đã là khỏi ốm thật hay chưa. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa nên cô cũng xin phép được cáo từ. Dù cậu được sưởi ấm nhưng cô lại thấy khá lạnh vì dưới lớp áo khoác cô chỉ mặc mỗi một bộ bikini mà thôi. Hội thể thao đã tới, Akiza đã khỏe hơn rất nhiều. Rồi Mikoto đã hỏi Oka về chuyện Ueno bị ốm. Khi đó Ueno bị ốm và Oka muốn giúp cậu một thứ gì đó. Thanh niên lại nhân cơ hội nói muốn nhìn thấy cô mặc đồ bơi, không những vậy còn nói nếu được như vậy thì sẽ khỏe lại ngay nữa chứ. Nhưng Oka cũng chấp nhận và về nhà mặc đồ bơi, sau đó cô tới nhà cậu và mặc bikini cho cậu xem. Thanh niên cao hứng lắm rồi nhưng giờ mà động thủ là cô chia tay cậu đó, nên cậu ngoan ngoãn nghe lời. Mikoto không làm được như cô mà chỉ mặc dưới lớp áo khoác thôi. Oka đã dụ cô quay ra chỗ khác để lấy nước bọt của cô rồi nếm thử và biết là do cô ngượng. Giờ là tới phần thi chạy, Akiza muốn cổ vũ bạn gái mình lắm. Mà nghe mấy đứa đứng sau cứ tia cặp giò của Mikoto thì điên tiết lắm. Quay trở lại với cuộc thi, Mokoto bắt đầu chạy, chẳng mấy chốc cô đã vươn lên vị trí dẫn đầu, kèm với lời cổ vũ của anh gậy thì cô đã giành chiến thắng. Lúc được mời vào câu lạc bộ Điền Kinh thì cô quay sang nhìn Akiza và cậu chỉ mỉm cười một cái. Rồi sau đó cậu đi bộ về cùng Mikoto cậu khuyên mi cô tô nên tham gia câu lạc bộ cô biết rõ là cậu đang nói dối cô đã cho cậu nếm nước miếng của mình làm thanh niên cười toe toét cô hỏi lại thì cậu vẫn khuyên cô nên tham gia câu lạc bộ nghe cậu nói vậy cô càng khẳng định được cậu đang nói dối cô thấy đi về cùng cậu vui hơn là khi ở câu lạc bộ điền kinh thanh niên xúc động quá nên lại tính ôm cô thì cô lại né thế rồi cả hai cùng chạy đua tới chỗ cũ trong sự vui vẻ đêm đó cậu đã được chạm vào mi tô làm thanh niên sướng phát điên đến khi thức dậy tay cậu vẫn còn cảm giác đó rồi đầu cứ nghĩ mãi tới chuyện đó mà chả nghĩ được chuyện khác nữa. Cậu tính đi tới nhà sách mà khỏi cần ăn sáng luôn, vì nhìn hai cái bánh bao giống ngược quá, nên sợ ăn vào là đầu óc bay bổng luôn mất. Còn cô chị lại rất vui vì thằng em mình đã lớn thật rồi. Cậu thì là lại nghĩ chị mình nghĩ mình dở hơi khi không ăn. Thế rồi cậu ra hiệu sách ngắm gái, mà đi mãi mới chỉ có 30 phút nên cậu đã tới đường đi học. Cậu đã đi theo con đường mà Mikoto hay đi. Cậu tới một khu mới và vô tình gặp Mikoto ở đây bất ngờ hơn là cậu còn đứng trước chung cư của cô nữa chứ cậu tính rời đi nhưng cô đã mời cậu vào nhà vì dù gì cũng tới đây rồi mà ông trời là độ cho quả trời mưa làm thanh niên rất khoái vì sắp được vào nhà của em gậy mình không những hôm nay nhà mi cô tô còn không có ai nữa chứ đúng là số hưởng mà đầu cậu lúc này vẫn còn nghĩ về giấc mơ đêm qua nên thấy hai quả đào của cô thì tí nữa thanh niên lại tái máy tranh thủ lúc cô đi pha trà cậu hít hà mùi hương trên giường của cô cả hai sau đó ngồi đối mặt với nhau và khá khó xử Cậu tính nói với cô về giấc mơ nhưng lại không nói được. Trời càng lúc càng mưa to hơn và rồi có sấm sét. Nó làm Mikoto tô giật mình ngã ra giường, còn cậu thì đã đỡ được cô. Mà quả sấm sét này làm cậu còn được chạm vào người cô nữa chứ. Cậu tính sờ cao thêm tí nữa thì bị cô chĩa kéo vào mặt và bắt đầu tra hỏi. Cậu cũng kể lại giấc mơ đêm qua cho cô nghe. Nghe cậu nói xong cô tự sờ quả đào và cho cậu nếm nước miếng. Không ngờ nó tuyệt hơn cậu mơ rất nhiều, đến nỗi nước mắt của thanh niên cứ thế mà rơi. Sau đó cô cũng đồng cho cậu được khám vườn đào nhưng thanh niên từ chối nói đó chỉ là cảm xúc nhất thời này nọ thôi đúng là đã nghiện còn ngại nhưng mikoto nói cho cậu ba giây nếu không làm là khỏi luôn thế là cậu hành động ngay và luôn lúc này con quái trong người aki ra trỗi dậy cậu đè cô ra giường mikoto muốn cầm kéo nhưng không được cậu tính hôn cô mà thấy cô khóc nên dừng lại cậu hỏi thì cô nói không giận nhưng cậu cảm thấy rất có lỗi thế là cậu nói lời xin lỗi cô rồi bỏ về giữa trời mưa luôn hôm sau mikoto đã cho oka nếm nước miếng của mình người cô lập tức nóng lên luôn thậm chí kính của Oka còn bị mờ nữa. Cô biết chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa họ rồi. Thế là Mikoto đã kể chuyện ngày hôm qua cho Oka nghe. Cả hai đã tâm sự khá nhiều về chuyện yêu đương. Lúc này Mikoto chạy vội vào trong ngách rồi tự sờ vào tay mình. Chiều về Akiza đã cúi đầu xin lỗi cô, cô nói mình không giận gì rồi mà. Nhưng Akiza không quan trọng việc cô có giận hay không. Mà cậu muốn cô đánh mình một cái cho công bằng đã rồi mới nếm nước miếng được. Thấy vậy cô cảnh báo cậu trước là mình tát đau lắm đó, nhưng cậu vẫn chấp nhận thậm chí còn bảo cậu hãy cầm tay mình thật chặt nước mắt cô lúc này lại chảy ra có lẽ là do dây thần kinh nào đó lúc này mikoto giải thích mình không hề trách cậu mà ngược lại còn rất thích nó nếu cậu phải chịu sự đau đớn nào sau ngày hôm nay thì cô sẵn sàng chia sẻ với cậu thế rồi cô đã nếm nước miếng của cậu để cảm nhận cái tát của chính mình đúng là đau thật đó cậu lại giơ tay ra và sờ lên má của cô rồi nói mình không chịu được khi thấy người mình yêu bị thương thế rồi mikoto đã cho cậu nếm nước bọt rồi chạy về luôn tóc của mikoto hôm nay nhìn kinh hơn mọi khi vì nó dối mà cô chẳng chịu trải, thế nhưng cô vẫn mặc kệ nó mà đi tới trường. Oka đi tới và ngỏ ý giúp Mikoto sửa lại kiểu tóc. Kiểu tóc mới nhìn khá là sáng sủa và Oka nói cô hãy thử để kiểu tóc này cả ngày xem sao, và cô đã nghe theo. Với kiểu tóc mới này cô được mọi người trong trường chú ý đến rất nhiều, không chỉ con gái mà mấy đứa con trai cũng nhắm vào Mikoto. Điều này khiến Aki ra tức anh ách, chiều về cậu đã hỏi cô sẽ lại đi học với kiểu tóc mới chứ? Thì cô nói kiểu tóc này là do Oka làm. Nên nếu mai cô ấy làm thì có lẽ là thế. Thoáng chốc cậu nói mình thích kiểu tóc cũ của cô hơn vì cậu muốn chỉ mình cậu được nhìn mặt cô thôi, nhưng lại không dám nói. Thế rồi Tô bảo cậu đặt tay lên đầu mình rồi hãy làm tóc mình rối lên. Nghe vậy cậu đã làm theo và kiểu tóc cũ đã quay lại. Lúc này cô nói nếu cậu không thích kiểu tóc này thì cô sẽ không để nữa. Với cậu đó là kiểu tóc dễ thương nhất của cô. Cô cũng thấy thích khi được cậu làm rối tóc. Hôm sau Oka lại nghĩ ra kiểu tóc mới cho cô nhưng cô từ chối. Có thuyết phục kiểu gì cũng không được đâu, Oka biết chắc cô quay về kiểu tóc cũ là do Akira. Sau đó cô nếm thử nước dãi của Mikoto thì tim cô lại đập thình thịch rồi. Mikoto nói cậu ấy đã làm một chuyện rất dễ chịu rồi Mikoto lại làm dối hết tóc của Oka lên. Cô bảo chuyện dễ chịu là như thế đó, chiều về Oka đã thử nó với Ueno. Đúng là dễ chịu thật, dễ chịu tới mờ cả kính kìa. Hôm nay trên sân thượng có mấy đứa bán ảnh của Mikoto. Tất nhiên là khi thấy thì Aki ra tức lắm, cậu tức đến nỗi bóp nát cả cái lon chiều về sau khi tạm biệt mikoto thì cậu phóng thẳng ra hiệu sách luôn đúng là người tên imai momoka đó rất giống mikoto thế là cậu đã quyết định mua nó ai ngờ lại bị ueno bắt gặp thế là cậu lấy cớ nói mình đang cố gắng cập nhật tin tức mới nhất mà thôi cơ mà người ta thấy rồi thì tin thế éo nào được nữa về nhà một cái cậu hí hửng lên lầu mở sách ra đọc đúng là khá giống nhưng mà cô ấy bé hơn mikoto và biểu cảm cũng hoàn toàn khác với mikoto hôm sau ueno đã kể chuyện về ảnh của mikoto cho oka nghe còn kể cả vụ aki ra đi mua tạp chí nữa thế là ngay ngày hôm sau oka đi kiểm chứng đúng là mikoto giống imai momoka thật cô cũng kể luôn chuyện Azika đã mua tạp chí về imai momoka chiều về mikoto hỏi cậu chuyện về bộ sưu tập ảnh của inai momoka cậu cũng thừa nhận và nói người đó rất giống cô mikoto nói muốn xem nó nên cậu cũng lấy cho cô xem sau khi xem xong cô hỏi cậu thích nhất tấm nào thế là cậu mở tấm ảnh mình thích nhất ra rồi cô bảo cậu đừng im và lập tức cắt sạch để nó cuốn theo chiều gió như vậy là ghen rồi nha, cô nói cậu là bạn trai mình và cô không cho phép cậu thích thần tượng nào giống mình cả. Thế là bay màu mấy trăm yên rồi, cơ mà biết thêm tính cách của Mikoto cũng tốt. Hôm nay cậu lại đi mua tạp chí về ima Momoka, dù Mikoto cảnh báo trước. Ai ngờ vừa ra ngoài thì gặp lại Hazakawa cờ rút hồi cấp 2. Cả hai sau đó đã đi cùng nhau và nói chuyện. Cậu đã nói dối chuyện mình có bạn gái với cô. Thấy vậy Hazakawa lại nói về chuyện ngày xưa cậu cố gắng thu hút cô. Cô còn biết rõ cậu thích cô ba năm cấp 2 và còn hay nhìn lén cô nữa. Cậu toàn ngắm lưng cô trong giờ học mà chả chịu nhìn bảng. Cô biết được chuyện đó là do hộp bút của cô có gương. Akiza nói không phải là lưng cô đẹp mà là cậu ngắm tóc cô. Rồi lúc sau cô đã nói về chuyện tình cảm của mình. Hiện tại cô đã chia tay với bạn trai rồi. Chính xác là cô bị chia tay và đó là lý do cô xuống tóc. Do đó cô nói chuyện về quá khứ để cảm thấy tốt hơn mà thôi thanh niên còn kể lại vụ hồi xưa cậu lấy một sợi tóc dụng của cô đem về cất vào cầu nhựa rồi hàng ngày đem ra ngắm hóa ra là dị từ bé chứ không phải là yêu mi cô tô thì mới dị hazakawa cũng kể đã có lần cô lấy cốc cà phê của người cô thích rồi hôn lên đó cái này cũng bất thường lắm à nha sau đó aki ra cố động viên an ủi cô để giúp cô vui hơn sau chuyện chia tay tưởng cô ấy sẽ vui hơn thì ai ngờ cô khóc thế rồi cậu cố động viên cô tiếp không hiểu sao nhìn mặt cô khi khóc cậu lại thấy xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều cậu còn để ý tới cả nước miếng của cô nữa chắc là sau một thời gian sử dụng là nghiện hẳn rồi chứ không nghiện thường nữa cậu tò mò về nước miếng của cô lắm hazakawa muốn lâu lâu gặp nhau một chút thấy vậy aki ra nói nếu cô cho cậu nếm nước bọt thì cậu sẽ đồng ý nhưng lại lập tức rút lại lời nói ai ngờ cô ấy cho thật nhưng nhớ tới mikoto thì cậu chợt khóc rồi dừng lại vì nghĩ tới mối ràng buộc giữa cậu và mikoto sau đó cậu xin lỗi hazakawa và nói tất cả chỉ là đùa thôi thấy vậy cô khẳng định là cậu đã có bạn gái rồi và Akiza cũng thừa nhận luôn. Cậu cũng trả lời thành thật vụ nước bọt khi bị cô hỏi. Thế rồi cô cố tình dụ dỗ cậu bằng nước miếng của mình. Nhưng cậu đã có bạn gái rồi nên chuyện này không thể được. Rồi cô hỏi bạn gái của cậu tên gì thì cậu cũng trả lời cho cô nghe. Sau đó cô đứng dậy cảm ơn cậu đã dành thời gian với mình rồi rời đi. Cậu vẫn hơi lo một chút vì tí nữa là nhúng chàm rồi. Hazakawa về nhà thì rất thất vọng khi Akiza đã có có bạn gái rồi. Cô tưởng tượng tới cảnh cậu nghe lời mình và nếm nước miếng. Cái này nó không phải yêu nữa rồi. Thế rồi ngày hôm sau Hazakawa đã đi gặp Mikoto, chắc là đến để giật bồ người khác đây mà. Mikoto đã nhận ra cô ngay vì Akiza đã cho cô nhìn ảnh của cô một lần rồi. Hazakawa vui vẻ khen cô rồi đưa cô cuốn sách về lễ hội văn hóa của trường nữ sinh Hoshinomi, rồi ngỏ ý mời cô tới đó, cô còn không quên hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị ở đó. Đêm đó Hazakawa đột nhiên gọi Akiza ra ngoài. Cậu để ý mặt cô có vết thương nên hỏi có chuyện gì cả ra. Thì cô ta kể rằng ngày hôm qua người yêu cũ muốn nối lại tình xưa nhưng khi cô từ chối thì hắn đã đánh cô rồi sau đó cô ngỏ ý muốn mời cậu tới lễ hội văn hóa trường mình để lấy lý do cô có bổ mới khi đi với cậu thì người yêu cũ sẽ không làm phiền nữa chính xác hơn là cô muốn cậu giả làm bạn trai cô một ngày vì trường của cô là trường nữ sinh nên không nhờ được ai khác cả thấy cô khổ sở như vậy nên cậu đã đồng ý giúp đỡ ngay khi cậu đồng ý thì cô rời đi và ra công viên lau mấy vết bầm đó đi hóa ra tất cả chỉ là nói dối mà thôi Chiều tối về Mikoto hỏi chủ nhật cậu rảnh không thì cậu nói mình bận đi mua sắm với Ueno, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hôm sau Oka đã kể với Mikoto rằng chủ nhật mình với Ueno sẽ tới lễ hội trường Hoshinomi làm Mikoto rất bất ngờ. Bởi có rất nhiều dấu hỏi chấm được đặt ra ở đây. Chủ nhật đó cậu đã tới Hoshinomi và rất bất ngờ khi Hazakawa mặc lại trang phục cũ, rồi sau đó kéo cậu đi chơi luôn. Do đã nhận đóng giả làm bạn trai của Hazakawa nên cậu buộc phải đóng cho trọn vai lúc này oka đã dẫn ueno tới quán cà phê thì cậu buồn vệ sinh nên cô bảo cậu cứ vào trước lúc sau cậu vào thì tự nhiên một dàn hầu gái ra chào đón làm cậu giật hết cả mình tưởng oka đi đâu mất ai ngờ cô cũng làm hầu gái luôn mới hay cô mặc thì đẹp lắm nhưng mà thấy người khác chụp cô thì ghen tới vỡ mắt kính thế là thanh niên cậu tức giận bỏ đi làm oka buồn lắm khi cô nhìn ra cửa sổ suy nghĩ thì vô tình nhìn thấy aki ra đi với cô gái nào đó lúc này hazakawa đã dẫn cậu lên tầng cao nhất rồi dẫn cậu vào một căn phòng chỉ có hai người cô bắt đầu kể về những kỷ niệm khi xưa cho cậu nghe. Oka cũng đã theo họ tới tận đây, nên ghé vào xem tí. Ngày đó khi cả hai trực nhật cùng nhau, lúc Hazaka qua hóng gió cậu đã định sờ tóc cô. Có lẽ là ôm nhưng cô quay lại nên cậu rụt lại vội. Khi đó đúng là cậu tính ôm cô nhưng giờ khác rồi. Cô ta lại tiếp tục mời gọi cậu đụng chạm mình. Rồi lại bắt đầu văn vở về chuyện tình yêu. Sau đó tháo bộ tóc giả ra rồi nắm tay cậu chạm vào tóc mình. Cô nói nếu cậu làm người yêu cô thì cô sẽ nuôi tóc dài lại như xưa. Akiza một lần nữa khẳng định mình đã có bạn gái rồi. Nhưng cô vẫn chưa chịu buông tha và kêu cậu hãy nếm nước bọt của mình. Oka tính ngăn họ lại thì Mikoto cản cô lại, vì giờ sẽ là lúc cô hành động. Akiza lúc này vẫn chưa chịu nếm nước miếng của cô. Mikoto đã tới và nói hãy để Akiza quyết định. Cô bịt mắt cậu lại rồi nói mình và Hazakawa sẽ chơi oản tù tì để xem ai sẽ cho cậu nếm nước miếng trước. Việc cậu cần làm chỉ là đoán nước bọt đó là của ai mà thôi. Ngay khi nếm xong cái thì cậu phụt máu mũi luôn cậu đã chắc chắn đó là của Mikoto, bịt mắt không tác dụng đâu. Sau đó cô dùng kéo cắt phang bộ đồ robot ra. Hóa ra nước bọt ngọt là do cô không mặc gì hiện giờ cả. Điều này cũng chính là mối ràng buộc giữa cô và cậu. Nếu mà cô có sự ràng buộc giữa bản thân với cậu ấy thì cứ thử đi. Mikoto đã cho phép nên cậu chấp nhận nếm nước bọt của cô. Đột nhiên Hazakawa chảy nước mắt. Mikoto kêu cô không cần chứng minh nữa đâu. Những giọt nước mắt đó là sự thật. Nếu yêu thì cô sẽ không khóc. Akiza cũng lên tiếng luôn. Cậu biết cô mới chia tay bạn trai và chắc rằng trái tim cô vẫn còn đang bối rối. Cô lại văn chuyện cấp hai ra thì cậu nói cô không hề đáp lại mình. Khi đó cô đã khóc và nói mình chẳng có gì ngoại trừ tình yêu đơn phương cả. Cậu tính động viên cô thì Mikoto giữ miệng cậu lại, rồi cho Hazakawa nếm nước miếng của cô. Hazakawa đã cảm thấy nó rất ngọt. Cô cũng đã hiểu được tình yêu đơn phương của Hazakawa dành cho người khác. Thanh niên Akiza muốn nếm thử nước miếng của Hazakawa mà nghĩ tới cây kéo thì lắc đầu sợ hãi. Ai ngờ vô tình làm rơi cái khăn và cậu đã thấy hai người trần như nhộng. Oka bước vào và chỉ cậu đã rơi khăn bịt mắt rồi. Thế là ăn ngay hai cái tát vào mặt, làm cậu ngất tại chỗ luôn. Mikoto đã giúp đỡ Hazakawa tốt lên rất nhiều rồi. Khi lễ hội kết thúc Hazakawa nghĩ rằng mình sẽ để lại tóc dài. Trên đường về Akiza đã xin lỗi Mikoto. Cô cũng nói mình không để tâm mấy chuyện đó đâu vì trước đây cô cũng giống như cậu vậy. Đó chỉ là lời nói đùa thôi, cô lại lè lưỡi rồi tới động viên cậu. Cô nói tất cả chỉ xạo thôi và cậu là tình đầu của cô đó. Cô nếm thử nước miếng của cậu và cười một cái thật tươi. Đó chính xác là những gì trong thâm tâm cậu nghĩ. Oka cũng muốn học kỹ năng của Mikoto nên mang kéo với giấy tới nhờ cô dạy mình kỹ thuật cắt kéo. Oka còn tiện khoe về tấm hình mình đã chụp cô khỏa thân ngày hôm trước. Mikoto lập tức đòi luôn vì không muốn lộ hình ảnh ra ngoài, không đưa cũng được. Cô liền đứng ra ngoài rồi rút kéo ra cắt bay tấm ảnh và đồng ý chỉ dạy cho Oka kỹ thuật cắt kéo. Thấy cô cất kéo hay quá thì kéo váy con gái nhà người ta lên xem luôn làm Mikoto ngại quá hết toáng lên. Sau vụ lễ hội văn hóa đó, cứ lúc nào đi gần Mikoto là não cậu lại nghĩ về chuyện cô khỏa thân ngày hôm đó ngay. Hôm nay Mikoto đã nếm chút nước miếng của cậu và nó làm tim cô đập rung rinh. Đó là do cậu nghĩ về hình ảnh cô trần như nhộng chứ còn gì nữa. Thanh niên ngại không dám nói nên đã bỏ chạy. Mikoto về nhà rồi mà tim vẫn đập dữ dội lắm. Hôm sau đi học não cậu vẫn nghĩ tới chuyện đó. Chiều về cậu nếm nước miếng của cô thì đầu óc cậu lại quay cuồng mắt cậu chả hiểu sao hôm nay lại có khả năng nhìn xuyên quần áo vì không chịu được nên đã ôm mikoto cô lại một lần nữa nhảy ra và giơ kéo lần này may mắn cậu không bị sao nhưng cái khăn tay của cậu thì rách tay tua và trên trán cậu lại dính tí tương cả mikoto sốc quá chạy tới hỏi thăm rối rít và cũng xin lỗi vì đã lỡ làm cậu bị thương rồi cô bảo cậu tới nhà mình để băng bó vết thương trong lúc cậu chờ cô trong phòng thì mikoto đi lấy băng với thuốc tiện thể thì cô cũng test thử trình độ cắt kéo của mình Cô chỉ nhắm vào khung tranh mà ai ngờ cả rèm cửa phía sau cũng bị cắt. Tranh thủ cô đang ở ngoài, thì thanh niên lại tấy máy sờ mó giường của cô. Lúc này cô tới để khử trùng vết thương, rồi cô đã nói đêm qua mình có mơ một giấc mơ. Cô nghĩ đó là lý do trình độ của cô có vấn đề. Akiza cũng hỏi cô luôn do nãy sờ thấy gối ướt, thế là cô lại cho cậu nếm nước bọt và mắt cậu lần nữa lại nhìn xuyên quần áo. Thanh niên ngại quá nên tính đi về mà cô giữ lại, nhưng cậu đã vô tình đẩy cô ra làm cô ngã nên lập tức chạy lại đỡ, cơ mà cô ngã vào giường rồi cứ theo đà đó cậu sẽ ngã vào cô nhưng thấy cô dưa kéo nên cậu đã đổi góc và đập đầu vào thành giường cô lại xem xét vết thương của cậu và rồi nói thà để cậu ôm còn hơn để cậu bị thương lúc về cậu đã hỏi lại cô về giấc mơ mà cô chẳng chịu nói cứ thế đóng cửa lại đêm đó cô lại thử lại trình độ cắt kéo và tay cô đã như trước rồi không còn bị cắt lệch nữa có lẽ cái ôm đó đã khiến cô hết run rẩy cô cũng chê cậu bậy bạ lắm và rồi ôm gối người mùi của cậu ủa mà hai người như nhau còn gì đêm đó cậu đã mơ mình đuổi theo Mikoto mặc đồ thỏ và rồi nhìn cô giã bột rồi từ trong đó rất nhiều Mikoto nhảy ra xung quanh rồi ôm cậu sáng tới lớp thì chả hiểu sao chán của Ueno cũng bị thương thì ra thanh niên hôm qua làm chuột bạch cho Oka thử kéo mà cầm kéo cô còn cầm không nổi nên đã quăng vào chán cậu nên chắc là từ sau cô ấy không làm nữa đâu không chỉ tóc của cậu cô ấy còn thử lên cả tấm băng nữa xong mới chịu thôi đúng lúc đó Suwano tới và bảo cậu đi vì có giáo viên muốn gặp cậu Thấy băng bị rơi ra nên cô tháo ra dán cái mới luôn. Sau đó còn kéo tay cậu đi nữa làm cậu không kịp phản ứng. Mikoto chỉ nhìn thôi mà không làm gì cả. Lúc sau cậu đã xin lại tấm băng đó. Chiều về Mikoto thấy cậu vẫn dùng tấm băng đó nên ngạc nhiên lắm. Akiza nói là cậu có cảm giác dùng nó sẽ nhanh khỏi hơn. Cậu được cô băng bó và chăm lo cho nên muốn để thế này càng lâu càng tốt. Trong lúc nếm nước bọt cậu đã vô tình ôm lấy cô. Ôm xong thì mới nhận ra và sợ cô sẽ cắt mình nhưng không. Lần này là cô muốn ôm cậu. Akiza đang tính chào chị để đi học mà thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ gọi. Một lúc sau thì chị dậy mà nước miếng vẫn còn chảy. Cậu đã nhắc chị và hỏi chị có người yêu không làm chị bối rối lắm. Cậu không biết nếu chị có người yêu thì người đó có nghĩ chị dễ thương lúc ngủ không. Hôm nay chị của Akiza đã vô tình gặp Mikoto cô. Cô chỉ chào hỏi và cảm ơn cô rồi tính rời đi thì chị rủ Mikoto đi cà phê với mình. Chị nhớ đồng phục ngày đó quá nên là mới lôi Mikoto tới đây để nói chuyện. Rồi chị hỏi về chuyện yêu đương của Akiza. Người mà Akiza thương đang ngồi trước mặt chị đó, nhưng Mikoto đã nói dối là cậu ấy chưa có người yêu. Chị chắc hẳn rằng Akiza cũng đã có người thương vì đã 17 tuổi rồi còn đâu. Sau đó Mikoto hỏi về chuyện tình cảm của chị, khi xưa chị cũng có người yêu. Chị đã kể lại câu hỏi của Akiza và nói mình đã mơ về thời cấp 3. Có một lần bạn trai chị chụp được tấm hình chị bị chảy nước miếng và cậu ấy khen chị rất dễ thương còn chị thì ngại ẻ, đó cũng chính là lý do chị hơi lúng túng khi bị Akiza hỏi về chuyện có người yêu chưa. Mikoto không thấy câu chuyện của chị chán đâu mà còn hỏi thêm về anh người yêu đó. Nhưng họ đã có hướng đi khác nhau rồi dần dần xa cách và giờ chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Dù vậy lâu lâu chị vẫn nghĩ về người đó và tấm ảnh đó. Sau đó chị cũng hỏi về chuyện tình của Mikoto thì cô cũng trả lời nhưng không rõ ràng. Chị muốn quay về thời cấp 3 lắm mà giờ thì chị giống một người mẹ mất rồi nên chị mong Aki ra khơi thật chín chắn khi yêu. Lúc về chị đã cho cô một cái bánh và mong cô hãy để ý tới Aki ra nhà mình. Mikoto cũng cảm ơn chị. Hôm nay cả nhà đã đi thăm mộ của mẹ. Chị đã nói với mẹ rằng sẽ thay mẹ chăm lo cho cậu đến 20 tuổi có công ăn việc làm ổn định. Như thế có nghĩa là chị sẽ không lấy chồng cho tới khi cậu có cuộc sống ổn định. Như vậy không ổn đâu chị à, cả bố của cậu cũng khuyên chị mình nên kiếm người yêu đi. Mà giờ chị mà đi thì ai nấu ăn cho họ, ai giúp họ dọn dẹp nữa? Cái này đúng quá không cãi được. Chiều tối hôm sau Mikoto đã kể với cậu về buổi gặp mặt của mình với chị của cậu, cậu cũng hỏi cô về cuộc nói chuyện đó. Cô hỏi thêm về bánh anh đào thì cậu nói mình không thích lắm, mà đó là món bánh mẹ cậu yêu thích cậu cũng kể chuyện gia đình cho cô nghe luôn. Mẹ cậu đã mất khi cậu còn nhỏ, giờ điều đó không còn làm cậu buồn nữa rồi. Sau khi nếm nước bọt cô hỏi chủ nhật cậu bận gì không, nếu được cô muốn tới thăm mẹ cậu. Chủ nhật đó cậu đã ra ngoài, trước khi đi còn nói với chị rằng nếu chị thích ai thì đừng lo cho bố và mình nữa. Akiza đã đến điểm hẹn khá sớm và rất bất ngờ khi Mikoto mặc đồ thường lại đẹp tới thế. Ngắm mãi cũng tốn thời gian đó nên giờ đi thôi, cậu đã nghĩ rất nhiều về cô. Mikoto không chỉ mang hoa mà còn mang thịt sông khói cuộn tới. Đó là món mà Oka đã dạy cô làm. Bình thường cô sẽ không mặc thế này đâu, nhưng là vì thăm mộ mẹ của bạn trai nên cô muốn mình xinh đẹp. Điều này làm cậu hơi bất ngờ chút. Cậu cũng kể thêm về mẹ dù không biết gì nhiều lắm. Lần này cô muốn cả hai cùng đặt tay lên mộ và trao đổi nước miếng. Cả hai đã trao đổi nước miếng cho nhau khiến nở rộ. Mikoto đã khóc khi nếm nước miếng của cậu vì cô đã nhìn thấy quá khứ của cậu. Cậu cũng cảm thấy rất xúc động vì cô khóc. Mikoto nói rằng việc cậu cười nhiều hơn khóc chính là vì gia đình cậu. Cô cũng muốn giúp cậu cười rồi cả hai lại đi về cùng nhau. Lúc về cậu nghĩ chuyện này không phù hợp cho lắm. Cô nói đó là chuyện mà họ cần làm, từ giờ cả hai sẽ còn làm nhiều chuyện không phù hợp nữa đó. Bộ phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh bấm chuông để chờ những bộ phim mới nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.